Đây nha anh em, chiếc S 135 nha. Giá 12 triệu không giấy. Đó. S còn nguyên vẹn. 12 triệu không giấy nha. Anh em nào có nhu cầu xuống mua xe không giấy để sàn vào con xe mình. Xe mình xe của bạn là lỡ mà nó bị mà kiểu như mất đồ hoặc là va chạm mà nó hư hỏng gì đó thì xuống này mua lấy đồ, mua nguyên con gì lấy đồ xong còn dư bán lại vẫn còn lời nha các bạn. Đó nó thiệt. Đó. Nguyên con xe, xe này đổ xăng là chạy thôi. Đó, không mất gì, từ IC tới bánh trái gì, xích dây sên gì còn ráo nha. Đó. S135, xe này sản xuất năm 2013 nha các bạn. Đó. Zin từ con ốc tán luôn. Nó thay cặp này, lai cặp này nè. Nè, lai cặp này thôi. Lai cặp này với lai cái này thôi. Rồi lai cặp gác giò. Rồi, còn nhiều bô bọng rồi cũng còn zin hết. Cổ bô chưa thay luôn. Đó. Ok. S 12 triệu nha, không giấy. Rồi. Ok, chào bạn. Là mình nha. Nay về quê Gòn Tây Tiền Giang, ghé bãi chị Mai. Có mấy con xe heo quay cho bạn xem. Thì ai thích xe heo thì xuống xem ha. Ở đây thì có cọp, beo, hầm sư tử, linh cẩu gì cũng có. Đó. Rồi có keo dán ống nước nữa nè các bạn. Đó. Rồi. Vô chủ đề ha. Thì nay thì anh em biết bãi Gòn Tây rồi. Thì nằm ngay quốc lộ 50, ngay thị trấn Vĩnh Bình, xuống đây khoảng chừng 2 cây số là tới. Hoặc các bạn đi từ Sài Gòn thì xuống qua cầu Mỹ Lợi chạy khoảng chừng 20 mấy cây nữa là tới. Nằm sát quốc lộ luôn nha anh em. Thì chỗ đó thì ở mặt tiền á có mấy cái xe dạng như phế liệu nằm chổng chơ á, là đó đó. Rồi vô ha, có con xe xe này không biết kêu là xe xe của baby em bé. Thì nó có cái bình sữa luôn, cái nắp nữa. Đầu tư cái bình này khoảng 15.000. Đó. Thì gắn vô rồi thông máy lên đây, có mấy cái cục nhảy lưng tưng cho vui vậy thôi chứ cũng không có tác dụng gì hết. Xe thì lên côn 50 hay gì đó. 50 mà đi bình xăng công mai. Rồi. Bô thì gắn cái bô cho bự tiếng cho lớn chứ gì. Đây cũng vậy. Leo. Leo mà sắp xúc rồi. Nó leo lên đây rồi, chút nó leo xuống. À, anh em thấy đông không? Tay cầm nè, đỉnh chưa? Đó, đây nè, bình mông mai nè ha. Nãy vô thấy con Sultan, anh kia anh chỉ vô đây có một con Sultan nữa. Hiện giờ các bạn cùng với mình đi kiếm con Sultan trong đây trước đi. Quay con trong này xong thì mình ra quay con Sultan kia, giá tầm 6 triệu xe không giấy. Ok. Rồi, cùng nhau đi kiếm con Sultan nha. Mà trước khi kiếm thì thấy con nào quen đó cho bạn. Ghi đông ha, clip on nhà vườn. Clip on miệt vườn. Đó. Là nghĩa là miệt vườn chế tạo ra. Nhưng mà chất lắm nha bạn. Xe này đúng là cái ghi đông này chế chất thiệt á. Quá chất luôn. Đúng không? Chất nghĩa là chất đồ lên á. Là chạy là chất bao cỏ lên chở á. Đó. Xe thì cũng không có gì đặc biệt. Ngoài thấy được cái bình mông mai thì không có gì nữa hết. Rồi, tại vì nhìn vô thấy cái bình mông mai nó vàng khè là biết rồi, gấp vàng nữa nè. Rồi, hành trình đi tìm con Sultan nữa. Thì đây xe đổ nằm lác đác nghe ghê thì xe có xe đại bàng nữa nè các bạn. Đó. Anh em thì xem thì có hứng thú xuống đây mình xem. Ô đầu lòng hắt, ủa đầu quen pha luôn nha. Nè, giỡn hoài. Nghe xe heo không coi, coi toàn là đầu xịn không. Thấy không? Đầu bò là đầu bò xịn rồi đó. Nhưng mà mấy kia tào lao không. Dây mô pin gắn với cái này bằng không cần tẩu. Chọt vô là quất thôi. Quá nhạy. Nha, bình xăng bông mai mới mua ra test được vòng bị công an bắt. Bảo đảm luôn, còn dấu mực ở đây. Rồi. Đây thì có con rim chinh chiến. Con rim này thì gắn bình Kenta 150. Biết lắm mà. Nè, bình Kenta 150 gắn co xéo đi bue nghiêng. Xe này cũng là một thời quanh liệt, một thời lấy lựng vô đây là hết lẫy rồi.
nó cũng không lừng nổi luôn. Ok, đã tìm ra một con sủi tan đầu tiên. Đây, dẫn nó ra. Đây, nhưng mà nó bị dướng. Dẫn ra, cố lên, lo đầu nó ra, cố lên. Ok, đây, ok, đây, sủi tan. Sủi tan không giấy, 6 triệu bạc. Ok, cái máy này thì kiếm được cái gì kiếm nha. Với giá 6 triệu thì anh em vui giá. Ôi à, nó đụng vô cái dây một cái thì nhà chắc phong gánh luôn quá. Em nói tới khúc nào rồi bạn? Ừ. Con sủi tan này 6 triệu thì bạn cân nhắc mua được gì mua nha. Mình cũng không có BA cho ai hết, không BA cho bãi nào hết. Mình đi mua đồ, ghé xem, thấy thú vị thì quay cho bạn xem thôi. Chứ không có quay xong tao không có cho đồng bạc nào đâu. Mà mình cũng không cần, tại đi mua đồ thôi mà. Đó, có chữ Z Suzuki, cục máy, đầu. Đó, mình nghe ông chú bên Viettel nói là xe này nó cam cò, nó không có kêu. Không biết đúng hay không thôi. Xe này kêu với cái bô thôi. Ông chú bên Viettel nói vậy đó. À, mình lâu quá mình cũng không có gặp ổng nữa, chắc không biết ổng bị người ta đập hay gì rồi. Đó, rồi đây xe thì bô bọng, cục máy, vô áo rồi Suzuki rồi này kia thôi. Rồi chung xe gắn cho đẹp thôi chứ cũng không có gì đặc trưng. Rồi con này thì nhìn tưởng nó quay Nhật, quay Trung Quốc. Rồi trong đây thì còn một mớ xe heo nữa, nhưng xe Trung Quốc không à. Thôi đi lên trước quay mấy xe cọp đi các bạn. Đây, mới nói xe cọp, có xe cọp liền nè các bạn. Xe cọp thắng đĩa, đỉnh không? Xe tay ga này đầu tư ghê không? Trời ơi, đầu tư nguyên một cái dãy led coi sao lâu đu luôn. Led không nha, led này là led tự chế nha, chứ không phải hãng nào sản xuất á. Nè, ghi ông một cái thiết kế rất là cầu kỳ và rườm rà. Mình nghĩ là tính cách anh này chắc cũng rất là nghệ thuật, thiết kế ra được cái xe rất là chung, rất là đỉnh, nhìn rất là bắt mắt. Thấy không, xác xe này là hình như xác của Attila hay gì ta, của SWM Attila nha các bạn. Xác xe này xác Attila. Rồi, rồi đi ra. Ở đây xe heo không à, mình Lasco Mio, Mio nè, Mio, Yamaha Mio. Thì xe này cũng không có gì đặc biệt, đồ zin không à, gỡ dàn áo ra sơn sẹt bậy bạ rồi chạy nhong nhong chơi vậy thôi, chứ không có gì. Sirius zin, Sirius này Sirius 100, này mua gì bán đó, xe phế liệu mà, dạng như ai mua được gì mua, đây con nữa nè. Đó, mới về, xe này mới về nha. Rồi, giờ kiếm con Suzuki nữa. Đây có cái cò xéo với lại cái bình xăng con, nhưng mà không biết nó là bình xăng con gì. Bây giờ quay qua đây khám phá luôn. Phải bình xịn không? Wow, bình xịn nha bạn, xịn của Hồ Cẩm Đào. Rồi, à đây rồi, anh giới thiệu đây có còn con sủi tan, đã tìm thấy nó rồi nha. Sủi tan 6 triệu, còn cục máy sườn, áo cũng vô xì bo luôn chứ giờ xì áo sủi tan làm gì còn nữa. Đó, 6 triệu, sở hữu một con hay thì này về làm sơ sơ lại. Nói chung cũng xúc rửa bình xăng con rồi dàn áo quần rồi cũng vệ sinh đồ lại rồi chạy thôi, chứ không cần làm gì nhiều nha. Chung xe thì không cần làm nhiều. Mấy con rim đây, rim Trung Quốc. À đi ra kia bạn, có mấy con dự giữ ngoài kia nữa bạn. Bãi xe này thì rất là nhiều xe, nhiều đồ. Hai giáp T nha, hai T mình quen miệng gọi là hai giáp. Bạn có cái bài nhạc mà khi cái bài nhạc gì đó, cái bài nhạc gì hát rap, bài rap có chiếc hai giáp này nè, khi tàu lượng á,
Khi tàu lượn ở đại lộ Đông Tây sẽ có chiếc Su Hai Áp đang lượn nhẹ như mây các bạn. Đó. Lâu lắm rồi mình không có nghe lời bài đó. Su Hai Áp là nó đó. Người ta thường gọi là Su Hai Áp. Rồi. Thì ngoài đây để mình xem đây có chiếc nào đặc biệt không. Nãy anh quảng cáo có mấy chiếc ghê lắm. Ghê lắm là của anh không biết là xe dữ lắm hay là xe gớm lắm. Ghê lắm, ghê lắm. Đúng rồi, ghê nè. Đụng banh đầu ghê lắm nè. Sirius. Sirius tai nạn. Ô, 67 nè, ghê lắm luôn nè. 67 ghê thấy nóng lạnh luôn. Đó, 67 nè. 67 này không đụng hàng với bất kỳ cái hội chơi nào trên toàn quốc luôn. Mình biết hầu như là 64 tỉnh thành, cái tỉnh thành nào nó cũng có cái hội 67. Nhưng mà chiếc 67 này là không có chung cái hội nào hết á. Đó, bạn thấy ghê không? Thấy ghê chưa? Nói chứ 67 này là của mấy chú mấy bác kéo lôi. Thì dạng như là không có may mắn là bị bắt vào đây và bị mất xe. Đó là cái kế sinh nhai của người ta mà giờ bị bắt rồi. Thì không biết là có mua xe mới khác chưa thì không biết, nhưng mà cũng tội nghiệp. Nô 4. Nô 4 này đụng cái cách gì đâu mà nó banh cái mâm luôn nữa bạn. Không còn gì luôn, xe này mới xuống xe cái đạp luôn á. Mới xuống hồi sáng này luôn á. Nay là chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019 á, mới xuống cái đạp luôn á. Đó. Nô 4 nè. Nô 4 rồi, cái IC mất mẹ luôn rồi. Chống từ đây chống ra luôn, còn gì nữa còn. Này nó ăn ở trên bãi trên đồ rồi. Không phải người ta ở đây đâu. Đây. Có một chiếc này nãy mình tưởng đâu là chiếc Yaspeed. Thấy vuốt cái đít nè. Không ngờ nó là con Sirius. Con Sirius làm lên chứ không phải là Yaspeed. Rồi. Rồi. Thì cũng có nhiêu đó hả? Xe thì vậy thôi. Thì anh em xem được gì xem nha. Trời ơi, có được đôi cái bình xăng nè. Mình mua bình xăng này nhiều tiền. Rồi. Ok. Anh em nào có nhu cầu thì cứ ghé xem. Xem được thì mình mua. Không xem được thì mình giống như đi tham quan thôi anh em. Lâu lâu chủ nhật đi tham quan. Rồi. Đây còn mấy con xe Taurus, xe Nhật với lại Suviva đâu không nè. Nhiều xe lắm bạn. Đây đa cho đa số cũng nhiều. Đây là cái bình xăng con xịn. Xịn. Xịn nhưng mà không biết bán nhiêu thôi. Rồi, ok. Không có gì. Thì phụ tùng thì cũng giống như bãi khác thôi, các bạn mua gì thì người ta bán cái đó. Rã ra được bán phụ tùng mà. Nên là mua gì bán đó nha. Dễ lắm. Được giá là người ta bán thôi, phụ tùng rất là nhiều nha các bạn. Bãi này phụ tùng cũng rất nhiều. Sắc dụng quá trời luôn, như cái núi luôn. Rồi. Con vàng. Vàng. Bắt đuôi hả mày? Rồi. Con này chó gì lạ bạn. Cái mắc cỡ nữa rồi. Rồi, đây thì có mấy con xe này thì mấy xe này không biết có giấy không? À, đăng ký. Đăng ký nha. Đó, thì anh em nào có cần giấy xe đăng ký thì ở đây cũng có luôn. Đằng kia có chiếc Alac đăng ký kìa. Lại quay đi. Ẹt nữa nè. Các kiểu con đà điểu luôn. Ẹt 135. Đó. Ẹt 135. Rồi, Alac. Thì anh em nào mua được thì mua. Rồi, ok. Như mình quay đây mình giới thiệu thôi. Có gì mình giới thiệu đó thì anh em nào có nhu cầu thì xuống xem thêm. Đó nha. Ok. Cảm ơn nhiều.